Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mùng 3 tháng 10, mưa rào và dông đã xảy ra rải rác ở các tỉnh thành phía Nam. Cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to với lượng mưa trên 70mm như tại Bến Sỏi Tây Ninh là 97,8mm, Hồ Đá Đen Vũng Tàu là 79,2mm, An Xuyên Cà Mau là 73,6mm và cao nhất là tại An Bình B, Đồng Tháp là 124,4mm. Dự báo dưới tác động của rãnh áp thấp xích đạo trục vào khoảng 5 đến 7 độ vĩ Bắc, đêm nay và chiều tối mai ở khu vực Nam Bộ các tỉnh Nam Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông. Riêng khu vực miền Tây Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to và dông. Mưa lớn cùng với chiều cường dâng cao nên nguy cơ ngập úng ở mức cao, người dân chú ý đề phòng. Do mưa tăng nên nền nhiệt ngày mai ở khu vực Nam Bộ ở trong ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ, còn khu vực Tây Nguyên nhiệt độ vào khoảng 28 cho đến 31 độ. Trong khi đó, ở miền Bắc, nằm trong khối không khí lạnh khô, trời ít mây, phát xạ làm cho nền nhiệt đêm nay giảm thấp nhất trong cả đợt, với mức nhiệt ở khu vực vùng núi giảm xuống còn từ 17 cho đến 19 độ. Những điểm như Sapa, Trùng Khánh, Mẫu Sơn, nhiệt độ giảm xuống dưới 15 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp dưới 21 độ, trời rét ở vùng núi, lạnh ở vùng đồng bằng. Còn trong ngày mai trời nắng sớm, nền nhiệt toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ, đi cùng là độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều, phổ biến dưới 55%. Trời khá là hanh khô nên người dân chú ý có các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Trên biển sáng nay, bão số 5 đã vượt qua kinh tuyến 120 đi ra ngoài Biển Đông. Ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 5, sóng biển trên 2 mét, biển động nhẹ. Còn khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên toàn Biển Đông ở mức trên 10 km. Và đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 3 tháng 10 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.